Sự thật đằng sau clip cô gái bị đánh ngất xỉu vì đòi quà 8 tháng 3 gây xôn xao mạng xã hội. Ngày hôm qua, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh cãi vã của một cặp đôi nam nữ trên đường. Ngay sau đó, cô gái trong clip không hiểu vì lý do gì đã ngất xỉu tại chỗ. Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mặc dù chưa rõ thực hư câu chuyện, nhưng trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng đã đưa ra những đồn đoán không hay về cặp đôi. Liên quan đến vụ việc, theo thông tin trên báo Người đưa tin, sự thật đằng sau đoạn clip không hề giống như cư dân mạng chia sẻ. Theo đó, nguyên nhân cô gái trong đoạn clip là do yếu tố bệnh lý. Cô gái xuất hiện trong clip có tên là LTN, 22 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng. Còn nam thanh niên có tên là TVH, 27 tuổi, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Anh H cho biết trước đó vào ngày 6 tháng 3, anh và chị N có đi ăn tiệc ở nhà người bà con về và cả hai có sử dụng bia. Sau buổi tiệc, khi anh đưa chị N ra bến xe để vào lại thành phố Đà Nẵng, thì giữa hai người có xảy ra xích mích dẫn đến tranh cãi. Trong quá trình nói chuyện, chị N bỏ đi nên anh đã chạy theo để giữ lại nên cả hai có giằng co. Nhưng do chị N đã có tiền sử bệnh huyết áp, cộng thêm việc đứng dưới trời nắng nên bị ngất xỉu tại chỗ. Nguồn trên dẫn lời của anh H cho biết thêm. Khi N tỉnh lại, do cô ấy còn giận nên mới có hành động khua tay, khiến nhiều người xem clip tưởng rằng cô ấy đang đánh trả tôi. Một lúc sau, tôi đã giải thích cho N hiểu và hai chúng tôi đi vào quán nước gần đó ngồi nghỉ. Chị N, cô gái trong đoạn clip cũng hết sức bức xúc trước thông tin mình bị bạn trai đánh vì đòi quà như trên mạng xã hội đăng tải. Sự việc ngày hôm qua giữa chị và anh H chỉ là xích mích nhỏ trong chuyện tình cảm và cả hai đã làm hòa. Tôi cảm thấy rất bức xúc khi những người không biết sự thật về câu chuyện lại cho rằng tôi bị đánh do đòi quà 8 tháng 3. Qua vụ việc này, tôi sẽ nhờ các cơ quan chức năng can thiệp để có biện pháp xử lý những hành vi chia sẻ thông tin, hình ảnh sai sự thật, chị N cho biết thêm. Được biết, anh H và chị N có mối quan hệ yêu đương, cả hai đã yêu nhau được 2 năm. Trong thời gian qua, rất nhiều trường hợp đăng tải những nội dung thông tin chưa được kiểm chứng, không chính xác lên mạng xã hội đã bị xử phạt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh Tình 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.